quý vị và các bạn thân mến, mô hình chăn nuôi dịch đẻ trứng của một số hộ dân ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt đã và đang đem lại hiệu quả, nâng cao thu nhập và phát triển đời sống cho nhiều hộ nông dân. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với niềm vui từ hiệu quả mô hình của bà con nông dân ở phường Thuận An. Gia đình anh Quỳnh Giang Phước ở khu vực Thế Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt có truyền thống nuôi dịch đã hơn 40 năm nay. Cách đây 20 năm, anh bắt đầu làm riêng và cũng nối nghiệp theo nghề của gia đình. Với xã công đức, anh đào ao thả cá tra và nuôi 7.500 con dịch đẻ lấy trứng. Theo anh thì nuôi dịch đẻ và cá tra rất thích hợp, kiểm soát được dịch bệnh, dịch khỏe, đẻ trứng tốt. Kỹ thuật nuôi chăm sóc thì uống thuốc theo định kỳ. ví dụ mình thấy nó đẻ trứng hơi mỏng thì mình cho chốn bồi dưỡng vô cho nó trứng nó tốt lại còn lúc mà chở trời, trời đồ mùa mưa rồi đó thì mình uh, có khoảng tuần lễ hoặc 10 ngày mình xuống uh, uh, cảm cúm một năm tiền lời mình có khoảng năm sáu triệu cuộc sống gia đình đó thì uh, thấy như vậy thì nó cũng ổn định thoải mái phường thuận an của thốt nốt hiện nay có trên 11 phần hộ dân sinh sống bằng nông nghiệp chủ yếu là lúa vườn cây ăn trái và chăn nuôi Trên mô hình nuôi dịch đẻ toàn phường có khoảng 10 hộ nuôi chủ yếu ở khu vực thái bình hai việc chăn nuôi của bà con thuận lợi bởi nơi đây khá xa khu trung tâm của phường cũng như cách biệt với khu tập trung dân cư. Nhiều hộ đã thành công và phát triển từ mô hình này. Ông Quỳnh Văn Nghĩa trước đây có nghề chạy ghe tàu, nhưng khoảng 20 năm nay, ông cũng chuyển hẳn sang nuôi dịch. Bước đầu nuôi cũng gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, nhưng với sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi nghề, nên ông đã thành công và hiện nay ông đang nuôi đàn dịch đẻ với hơn 6.500 con kết hợp với nuôi cá tra dưới ao. Ông cho biết nuôi dịch kết hợp cá tra rất phù hợp, mỗi năm gia đình thu về một khoản lợi nhuận khá cao. Cái mô hình nuôi này thì nó cũng dễ. Ở trên mình nuôi dịch ở dưới thì thả cá. Thì yêu cầu mình siêng năng chút xíu mình giữ chuồng sạch, nước sạch với mực nước hơi cao. Thì mình chăm sóc chuồng chạy sạch sẽ, thường dịch nó đẻ mạnh. Thì nói chung ra thời điểm này, là thời điểm thu nhập thấp nhất thì một đêm cũng hơn một triệu. Tiền lời đó, thời điểm mà mình ra đồng nè, cái uh, nó ăn giảm thức ăn lại phần nữa thì lúc đó cái cái dòng tiền lời mình nó nhân lên nhiều hơn. Tôi nuôi vịt nè, phần bán trứng, cá, với phần vịt thì phần năm là bật cả 700 triệu. Với mô hình này giúp cho nhiều hộ phát triển về kinh tế. À ngoài ra thì các hộ cũng có đóng góp à cho địa phương về an sinh xã hội, à đóng góp xây dựng cầu đường à giúp cho ở địa bàn có cái phát triển về kinh tế. Nhờ siêng năng áp dụng khoa học kỹ thuật, nhất là quản lý dịch bệnh, luôn được quan tâm, nên mô hình nuôi dịch đẻ của các nông hộ nơi đây phát triển tốt. Thị trường trứng gia cầm ổn định trong mấy năm gần đây, nên đã giúp nhiều hộ nông dân nâng cao thu nhập phát triển đời sống khám khá.